Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Đúng tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nỗ lộc lớn, tiền bao la, đổi đời ngoạn mục, sắm nhà lầu, tậu xe sang, tiền về tới tấp, cực giàu có. Đinh Mùi mạng thủy cuộc đời, thu đồng sanh thuận an nhàn tấm thân, xuân hè lỗi số kém phần, gia đình sự nghiệp đôi lần mới nên, số phận cũng được may hình, siêng năng cần mẫn lấy bền làm công, tiền vẫn không được hanh thông, vượt nhiều chướng ngại mới mong an bình, trung niên cuộc sống khá sinh, đi vào hậu vận gia đình an vui, giáp thìn có hên có xui, làm lành lánh giữ đẩy lùi khó khăn. Quý vị thân mến, có ai đó đã nói rằng, sự lười nhác của tuổi 25 tạo nên sự bất lực của tuổi 35, sự bất lực của tuổi 35 tạo nên sự vô dụng ở tuổi 45, sự vô dụng ở tuổi 45 tạo nên một cuộc đời cơ cực. Khi về già tuổi tác cao, ngoảnh đầu nhìn lại hối hận cũng đã muộn, bởi thời gian cũng như sức khỏe chẳng còn nhiều để cố gắng. Thực tế, ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, sung sướng khi về già. Nhưng để có được điều ấy lại phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực và cách sống của mỗi chúng ta khi còn trẻ. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được trời ban cho nhiều may mắn. Mọi sự thành công đều bắt nguồn từ sự cố gắng và không ngừng nỗ lực. Hiểu được điều này thì trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị vận trình tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, trong tháng 5 âm lịch 2024, qua từng phương diện, từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, gia đạo cho đến sức khỏe, với mục đích giúp quý bản mệnh nắm bắt tốt lá số của mình, để đón lệnh tránh dữ, đổi vận giàu sang trước mọi hoạn nạn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Đinh Mùi với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là Canh, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch thấy rằng, nhìn chung người tuổi Đinh Mùi sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tháng năm này. Bạn nên tin tưởng vào bản thân và chủ động nắm bắt các cơ hội, chớ nên để những lo âu, muộn phiền, tự ti khiến mình lùi bước. Được nhị hợp trợ vận, đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ có sự đoàn kết, nhất trí giữa mọi người mà công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, nhân duyên hài hòa còn giúp bạn có cơ hội gặp được quý nhân, được quý nhân chỉ ra hướng đi mới cho sự nghiệp. Chuyện hợp tác làm ăn cũng sẽ đem tới nhiều lợi ích cho bản mệnh. Bạn có thể làm quen được với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, giúp bạn kiếm được tiền về đầy túi. Nếu có ý tưởng kinh doanh nào mới, thì bạn nên mạnh dạn triển khai, dù có thể bạn sẽ phải vất vả nhiều hơn, lo âu nhiều hơn, song tương lai rất triển vọng. Phương diện tình duyên cũng khởi sắc rực rỡ, được bách việc chiếu mệnh, con giáp này dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh. Người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ hoặc ngỏ ý làm quen từ người khác giới, bạn nên mở lòng mình và thử cho một người nào đó cơ hội xem sao. Người tuổi Đinh Mùi
sinh năm 1967, mệnh thiên hạ thủy, hay còn gọi là nước trên trời, nước mưa. Nước mưa rơi xuống trái đất làm cây cối tốt tươi, đất đai màu mỡ. Thế nhưng không phải loại mưa nào cũng đem lại lợi ích, bởi giông bão hoặc mưa triền miên sẽ khiến đất đai xói mòn, cây cối ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Vì thế, người mệnh này cũng cần rèn luyện bản thân, tu tâm dưỡng tính thì mới trở thành người có ích. Về cơ bản, người mệnh thiên hạ thủy có đầu óc thông minh nhanh nhạy, vị hành thủy, chủ trí tuệ, nước mưa từ trên trời rơi xuống, nên vốn là một loại nước tinh khiết. Vì thế bản mệnh cũng là người tinh tế, tao nhã, có tác phong làm việc, nhã nhặn, lịch thiệp. Nếu tu dưỡng tốt, mệnh này sẽ là những người rộng lượng, ưa làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác mà không cần được đền đáp, có thể có nhiều cống hiến lớn lao cho cộng đồng. Bản chất của nước mưa là mỏng manh, nên người mệnh thiên hạ thủy cũng nhạy cảm, tinh tế, giỏi chăm lo cho mọi người. Họ không phải là người quá sôi nổi, mà thường có nhiều tâm sự trong lòng. Chỉ khi đi sâu vào tâm hồn họ, ta mới có thể hiểu hết được. Người mệnh này có tài làm quản lý và lãnh đạo, vì thích quan tâm và giúp đỡ mọi người, nên họ thường là những nhà quản lý được lòng cấp dưới. Tuy nhiên, nếu được giữ những cương vị cao, thì bản mệnh nên rèn luyện tính tình mình cho quyết đoán hơn. Sự nhạy cảm hay do dự, mềm lòng sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến những thời điểm mang tính quyết định. Các nghề, bác sĩ, chuyên gia tư vấn cũng khá phù hợp với tính cách của họ. Bản mệnh là những người không coi trọng tiền bạc, vật chất, nên dù làm những công việc có thu nhập cao cũng không kiêu ngạo, khoe mẽ. Họ thích dùng tiền để cống hiến cho các hoạt động cộng đồng hơn. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, cục diện nhị hợp giúp người tuổi Đinh Mùi có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước. Trong tháng 5 năm 2024 âm lịch, bạn chăm chỉ, cần cù, chịu khó, quyết tâm với nhiệm vụ của mình thì ắt thu được trái ngọt. Với người làm công ăn lương, bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, do đó mà các cuộc mâu thuẫn tranh cãi có xu hướng giảm hẳn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chung tay hoàn thành công việc, cùng hướng tới một mục tiêu chung, nên chẳng còn khó khăn nào có thể cản bước. Thậm chí mọi người còn cổ vũ nhau cùng tiến bộ, vượt ra khỏi ranh giới bản thân tự vạch ra. Do được nhiều người yêu mến, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể định hướng cho bạn những mục tiêu mới, hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Con giáp này hãy khiêm tốn, chăm chú lắng nghe, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích cho sự nghiệp. Tuy nhiên, với những người còn trẻ tuổi, chập chững bước chân vào một lĩnh vực mới thì lại không gặp quá nhiều điều như ý. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy bạn thường băn khoăn, do dự, khó đưa ra được những quyết định dứt khoát. Sự lo lắng vẩn vơ khiến bạn dễ phạm phải lỗi lầm, thành ra công việc liên tiếp xuất hiện lỗi sai. Những lúc thế này, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Đinh Mùi âm lịch, vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông, thuận lợi. Bản mệnh có thể thu được một khoản tiền rủng đỉnh về trong túi, từ đó có thể thoải mái chi tiêu, không lo tốn kém. Nhị hợp cho thấy, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn. Các mối quan hệ rộng rãi có thể giúp bạn quen được với những khách hàng, đối tác phù hợp. Từ đó, việc mở rộng làm ăn được tiến hành trôi chảy. Đôi bên cùng hướng tới mục tiêu chung, có tinh thần vô tư, không vụ lợi, nên không vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn, gây thiệt hại về kinh tế. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao bạn gặt hái được cùng với tập thể có thể giúp bạn được nhận một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Hãy coi đây là món quà khích lệ tinh thần bản thân để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai. Nếu là người mới bắt tay vào lĩnh vực mới, nguyệt lệnh lâm suy có thể khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin, khó đưa ra được những quyết định dứt khoát. Bạn nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đồng thời nhắc bản thân, dũng cảm bước những bước đầu tiên, vừa làm vừa học thì mới có thể nhanh chóng nắm bắt vấn đề. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Đinh Mùi âm lịch, con đường tình duyên của người tuổi Đinh Mùi có nhiều điểm sáng đáng kể, chủ yếu là nhờ có bách việc chủ đạo hóa xuất hiện. Các tin này giúp bạn trở nên hấp dẫn và nổi bật hơn trong mắt người khác giới. Chỉ cần bạn tự tin là sẽ nhận được rất nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, càng được săn đón bao nhiêu,
thì bạn lại càng phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định bấy nhiêu. Bên cạnh việc lắng nghe trái tim mình, bạn cũng cần phải dùng lý trí để cân nhắc xem ai là người chân thành, xứng đáng để mình làm quen và phát triển mối quan hệ. Với các cặp vợ chồng, đời sống gia đình của bạn hài hòa, êm ấm, nửa kia luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng của bạn, tạo động lực cho bạn đối diện với thách thức và thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Đồng thời, hai người luôn chú ý dành thời gian để ở bên nhau, tìm cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi, khiến mối quan hệ vốn đã khăng khít lại càng thêm ngọt ngào. Thời điểm này, dù các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng, bạn được nhiều người để mắt đến, song bạn vẫn ý thức được vị trí của mình để chủ động giữ khoảng cách. Ngoài ra, người ấy cũng vô cùng tin tưởng và quan tâm đến bạn, khiến bạn luôn muốn quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Về phương diện sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi lại không thực sự ổn định, do con giáp này phải chịu tác động của nguyệt lệnh lâm suy cũng như hung tinh thiên nguyệt. Dù công việc tiến triển thuận lợi, song với bản tính hay lo lắng, sốt ruột mà bạn khó tránh khỏi trạng thái tinh thần buồn phiền, bất an, gây bất lợi cho sức khỏe. Thậm chí có những người còn đổ bệnh trong thời gian này vì áp lực công việc khá lớn. Con giáp này nên học cách chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Ai cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn để bạn trút bỏ gánh nặng, có những suy nghĩ lạc quan về tương lai. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Đầu tháng của con giáp tuổi Đinh Mùi nhìn chung khá ổn định. Điều quan trọng là tâm trạng của bạn rất tích cực, thoải mái hơn, và nhờ thế những người xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ như được bạn truyền cảm hứng cho vậy. Vận trình công danh, sự nghiệp của những chú dê tuần mới này lên như diều gặp gió. Chẳng những được các thần chính ấn trao cơ hội thể hiện năng lực của mình, mà bên cạnh con giáp này còn có quý nhân chính quan trợ mệnh. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, rồi cũng sẽ tìm ra cách tháo gỡ và giành được thành công như mong đợi. Về phương diện công việc, Mùi cũng thể hiện tinh thần hăng say và có trách nhiệm của mình. Bạn tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Cũng nhờ vậy, bản mệnh ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu cá nhân của mình, cơ hội thăng tiến trong tầm tay. Đặc biệt những người làm ăn, kinh doanh được dự báo sẽ kiếm được bộn tiền nhờ nhanh nhạy, nắm bắt thị hiếu khách hàng, đơn hàng ồ ạt, khiến bạn có một tuần làm việc không ngơi tay. Về đường tình duyên, thì trong tuần người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Đó có thể là người bạn quen biết đã lâu, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện nảy sinh tình cảm với họ. Con giáp này hãy cởi mở hơn, bạn sẽ thấy tình yêu luôn ở quanh mình. Đôi lứa được thái dương cát tinh chiếu mệnh, nên tìm được tiếng nói chùm sau những khúc mắc trước đó. Đối phương muốn được hiểu và quan tâm nhiều hơn, để bù cho khoảng thời gian xa cách. Quý nhân, Tỵ, Hợi. Tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn: xám, cam. Con số may mắn: 78, 08, 70. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Đinh Mùi dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Bản mệnh sẽ mắc phải vài sai sót khi thiếu tập trung vào công việc, nhưng bạn nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó. Lại thêm thái tuế án ngữ cảnh báo con giáp này những nguy hiểm khi xuất hành đi xa. Nếu công việc đòi hỏi phải di chuyển nhiều, thì bản mệnh nhớ chú ý giữ an toàn cho mình nhé. Đầu tuần và giữa tuần của con giáp này khá ổn, chỉ riêng cuối tuần là bạn có thể phải lao tâm khổ tứ, từ các mối quan hệ cho tới chuyện tiền bạc. Có lúc bạn còn phải dùng cả tiền tiết kiệm để kiểm soát tình hình. Vận trình tài lộc có dấu hiệu chững lại, không giảm nhưng cũng không tăng đồng nào. Tiền bạc không nhiều nên bạn cần phải tiết kiệm chặt chẽ hơn. Có thể sắp tới bạn sẽ có việc phải sử dụng nhiều đến tiền, nên để ra một khoản phòng trừ những lúc khó khăn, tránh phải vay mượn. Đường tình duyên cũng gặp không ít trắc trở. Người yêu thương nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Hai người dường như tâm đầu ý hợp, nhưng khi tính đến chuyện xa xôi hơn thì lại vấp phải không ít trở ngại, cả khách quan và chủ quan. Quý nhân, Ngọ, Tỵ. Tiểu nhân, Thìn, Tuất. Màu sắc may mắn: trắng, xanh. Con số may mắn: 39, 66, 37. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi ở thời điểm này không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, bởi tài lộc sẽ tự tìm đến tay,
Từ giữa tuần trở đi, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, mang đến cho bản mệnh tin vui bất ngờ trong tuần này. Tuy nhiên, xét về đường công danh, sự nghiệp, con giáp này sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn và thử thách, nhất là khi bị thiên quan chiếu mệnh, tiểu nhân hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho bản mệnh. Dù bạn tự tin rằng mình không làm gì khuất tất, nhưng cũng khó tránh được miệng lưỡi thế gian đàm tiếu. Thiên cẩu hung tinh dự báo bản mệnh sẽ dễ vướng vào rắc rối do người khác giăng bẫy, dù vô tình hay cố ý, bạn khó thoát khỏi việc bị ai đó chỉ trích, chỉ bay. Điều quan trọng vẫn là bạn phải tự nhận thức việc mình làm sai hay đúng, từ đó mà tìm cách điều chỉnh phù hợp. Bù lại, chuyện tình cảm của những chú dê với những tín hiệu tích cực, phần nào bù đắp cho bạn. Trong thời gian này, bạn may mắn khi luôn được người ấy ở phía sau động viên và chia sẻ những khó khăn. Tình yêu giữa hai bạn nhờ vậy ngày càng thăng hoa và sớm ngày đơm hoa kết trái. Quý nhân, Hợi, Mão. Tiểu nhân, Tuất, Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 60, 40, 13. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tý. Dê và chuột dường như không hợp nhau lắm, nhưng họ có thể trở thành một cặp nếu cả hai cùng nỗ lực. Hai hành tinh này khác nhau về nhu cầu và sở thích. Chuột thích giao lưu bạn bè và các hoạt động xã hội, còn dê lại có tâm hồn nghệ sĩ. Người tuổi chuột coi khiêu vũ hoặc đến các quán bar là trò giải trí, còn người tuổi dê lại muốn thả hồn cùng vẻ đẹp thiên nhiên khi có thời gian rảnh rỗi. Nếu là đối tác kinh doanh, hai tuổi này khá ăn ý. Chuột sẽ đảm nhiệm vai trò với khách hàng, tổ chức và lập kế hoạch cho công việc kinh doanh. Chuột thích kiếm tiền, muốn có địa vị và rất có đầu óc kinh doanh. Về khoản kiếm tiền, dê ít nhạy cảm hơn, nhưng người tuổi dê cũng rất sáng tạo và cấp tiến. Nếu cả hai kết hợp cùng làm một công việc, thành công là chuyện rất đơn giản. 2. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cân bằng, vì đây là hai con giáp dường như đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Đinh Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị, thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi Dê cho rằng, chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Trâu khiến người cầm tinh con Trâu hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Trâu thì thấy tuổi Dê sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. 3. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dần. Tuổi Đinh Mùi càng đòi hỏi và yêu cầu càng nhiều, thì Dần càng tách khỏi mối quan hệ và có thể chẳng bao giờ trở lại. Dần và Mùi cố gắng thật nhiều để làm hài lòng nhau. Dần bản chất dũng cảm, can đảm và có sức hút rất lớn, có thể lấn át Mùi, sớm hay muộn, Mùi sẽ đòi hỏi và yêu cầu Dần phải làm theo ý kiến của mình. Tuổi Dần vốn thích tự do, bởi vậy nên không dễ dàng để mình bị trói buộc vào những khuôn phép mà tuổi Đinh Mùi đặt ra. Mùi vốn nhạy cảm, sáng tạo và đặc biệt mong muốn được an toàn trong tình yêu. Lúc đầu Dần còn chịu chuộng, nhưng bản tính của người cầm tinh con hổ là đặc quyền độc lập, tự do lên trên hết. Vậy nên, nếu tuổi Đinh Mùi càng đòi hỏi và yêu cầu càng nhiều, thì Dần càng tách khỏi mối quan hệ và có thể chẳng bao giờ trở lại. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, Dần cần để không gian cho Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh. Trong công việc, Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng Dần, vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Đinh Mùi, vốn bi quan và mẫn cảm. 4. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Mão. Mão biết cách tận dụng lợi thế của tuổi khác, bởi tính hay dựa dẫm và bị động tính. Cách này chẳng có vấn đề gì với Mùi cả, bởi Mùi hoàn toàn làm được. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau.
May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Mão và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính. Cả hai hành tinh này đều cần một bờ vai để dựa. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba. Bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả, đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão. Vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 5. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Thìn. Thìn và Mùi có thể giao tiếp cởi mở với nhau, nhưng sức bền trong mối quan hệ của đôi bạn này phụ thuộc chủ yếu vào sức chịu đựng của tuổi Đinh Mùi trước tính cách mạnh mẽ và ham chơi của tuổi Thìn. Vấn đề là ở chỗ, Mùi sống khá độc lập và không thích nghe lệnh của người khác. Trong khi đó, thì tính cách mạnh mẽ, thích ra lệnh và chỉ huy. Bởi vậy nên khi tuổi Đinh Mùi không thể chịu đựng được nữa, thì mâu thuẫn giữa hai con giáp này sẽ xảy ra. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau, thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Thịnh thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn Mùi cũng thích chỉ huy, nhưng là những việc ở hậu phương. Vì vậy giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. 6. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Tỵ. Có thể nói, trong tất cả các mối quan hệ giữa hai hành tinh này thì họ kết hợp ăn ý nhất trong tình yêu. Tâm hồn họ gặp nhau ở chỗ, họ cùng rất nhạy cảm. Cả hai con giáp này đều cần giao tiếp với những người năng động hơn, để cho cuộc sống thêm sôi động và có ý nghĩa. Tỵ có vẻ như năng động hơn Mùi, có sức hút, được nhiều người biết đến hơn Mùi. Tuy nhiên, về cơ bản Tỵ sống khá khép mình và cũng thích nghỉ ngơi. Trong suy nghĩ Mùi năng động và có nhiều suy nghĩ tiến bộ và sáng tạo, nhưng Mùi lại cần không gian tĩnh lặng để giữ cân bằng về phương diện tình cảm trong cuộc sống hàng ngày. Khi là đối tác làm ăn, Tỵ và Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ có chung mục tiêu. Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tỵ sẽ là người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuy nhiên, Mùi cũng thích đứng ở vị trí lãnh đạo. Bởi vậy, nếu tình huống này xảy ra, cả hai con giáp này sẽ rất vất vả khi cùng làm ăn. 7. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Ngọ. Có thể khẳng định, hai con giáp này đến với nhau như một lẽ tất yếu, giữa họ cũng có nhiều điểm khác biệt. Nhưng thú vị là những điểm đó lại bổ sung cho nhau. Ngựa khá khó hiểu và bí ẩn. Họ không thích cảm giác ràng buộc và cuộc sống gia đình. Họ chỉ hướng tới những gì vui vẻ và tươi trẻ. May mắn thay, tuổi Đinh Mùi lại rất nghệ sĩ và phóng khoáng. Họ cũng khá thú vị để khám phá. Người tuổi Ngựa tự thấy mình rất hợp với Dê, còn Dê thì quý Ngọ ở sự thông minh, hài hước, đầy cá tính. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu. Vì con giáp này thích công việc quản lý, Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty, thì Ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là Dê. 8. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Đinh Mùi. Hai tuổi Đinh Mùi rất hợp nhau, vì họ đều là những tâm hồn nhạy cảm. Họ có suy nghĩ tiến bộ và dễ hiểu người khác, nhất là trong cùng một con giáp. Đôi khi hai người tuổi Đinh Mùi có thể có những bất đồng quan điểm, đặc biệt là trong những khi căng thẳng, nhưng họ cũng sớm lấy lại được sự hòa hợp, bởi họ có nhiều điểm chung như đều mơ mộng, lãng mạn, có nhiều ham muốn, vân vân. Mâu thuẫn xảy ra khi cả hai muốn giành quyền lãnh đạo người khác. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Đinh Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính, vì họ thường dành nhiều thời gian cho sự lãng mạn, mơ mộng, nên ít có nhiều thì giờ dốc tâm lực cho việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty, hoặc lo lắng về những vấn đề còn tồn động của công ty. Nếu hai người tuổi Đinh Mùi đứng đầu một công ty, có thể xảy ra tranh chấp quyền lực, bởi vì họ đều thích lãnh đạo, vì thế đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Nên hai người tuổi Đinh Mùi làm việc chung sẽ được trang trí một cách nghệ thuật và dựa vào phong thủy để giữ được sự hài hòa và cân bằng. 9. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Thân. Mùi rất nhạy cảm và dễ xúc động, do đó, khi có cảm giác không được yêu thương, họ thường lo lắng và mất thăng bằng. Thân có tính cách sôi động, dễ gần, luôn tò mò và ưa mạo hiểm. Thân và Mùi dễ nảy sinh cảm xúc khi cùng tham gia những nhóm hoạt động xã hội, nhưng để làm cho Mùi cảm thấy thoải mái, lâu dài, Thân sẽ phải cố gắng rất nhiều. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh,
hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng liên quan đến quyền lực, vì cả hai đều thích làm thủ lĩnh, thân thường chỉ hàm vui, chứ không thực sự là con người của công việc. Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng, mặc dù thích quyền lực, nhưng cả Mùi và Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh, do đó, họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. 10. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Dậu. Mùi và Dậu phải hết sức cố gắng phân định xem ai chịu trách nhiệm về phần nào. Nếu muốn mối quan hệ của họ được suôn sẻ, Mùi không thích những cuộc cãi vã, còn Dậu thì xem những sự tranh luận là vớ vẩn. Nhưng những cuộc cãi lộn giữa họ là ít thấy, mâu thuẫn chính là do những nguyên tắc bất di bất dịch của Dậu, trái ngược với những việc làm của Mùi. Mùi và Dậu có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn, sẽ vẫn có sự ganh đua quyền lực, nhưng dễ thấy hơn là sự bổ sung cho nhau trong công việc. Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn Mùi có thể đưa những ý tưởng sáng kiến hay trong kinh doanh. Mùi khá may mắn, còn Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. 11. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tuất. Mùi và Tuất có đôi chút không hợp nhau. Tuy nhiên, Tuất rất khéo léo trong cách cư xử, nên không có vấn đề gì giữa hai người là không thể vượt qua. Vấn đề chính là Mùi và Tuất có sự khác biệt về sở thích và khả năng. Mùi thích đứng một mình, vì thấy rằng như thế sẽ tốt hơn là rơi vào những cảm xúc rối bời trong các mối quan hệ xã hội. Mùi thấy hạnh phúc và thoải mái với lối sống mơ mộng của mình. Ngược lại, Tuất là người sống thực tế hơn. Tuất thích giao lưu bạn bè và không ngừng phát triển những mối quan hệ của mình. Tuất thích những người bạn có năng lực và thích phiêu lưu. Khi là bạn làm ăn, kinh doanh, Mùi và Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, Tuất có thể là người đại diện cho công ty. Trong công việc giao thiệp với khách hàng, Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Mùi luôn thích vai trò lãnh đạo để có thể vận dụng tốt sự nhạy bén của mình trong kinh doanh, vạch ra những ý tưởng, kế hoạch để Tuất là người thực thi. 12. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Hợi. Mùi và Hợi có nhiều điểm chung, nên tình yêu của họ rất êm dịu, ngọt ngào. Họ luôn tạo cho nhau cảm giác thoải mái. Hợi là người ham chơi, nên thích những cuộc vui chè chén, đắm chìm trong tình yêu và nghỉ ngơi thư giãn. Mùi không phải là người quá coi trọng vật chất, họ sống trong sự giàu có về tâm hồn. Nhưng đặc biệt trong tình yêu, Mùi cũng có nhiều ham muốn về thể xác. Trong mối quan hệ giữa hai người, Hợi luôn ngưỡng mộ trí tuệ và sự thông minh của Mùi. Mùi sẽ yêu sự hào phóng, chung thủy và đáng tin cậy của Hợi. Trong làm ăn, kinh doanh, Mùi và Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của Mùi. Nhìn chung, Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do Hợi làm chủ. Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên đời này có người thích bạn, cũng chẳng thiếu người không thích. Đó là điều rất bình thường. Cho dù bạn có tốt đến đâu, hoặc người kia hoàn hảo đến thế nào, cũng không thể như mình mong muốn. Bởi vì tốt hay xấu là một chuyện, có thích hay không lại là chuyện khác. Ai cũng muốn sống một cuộc đời thật xuất sắc, vì những người mình thích mà sống. Đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng vì những người mình không ưa mà đánh mất niềm tin của bản thân. Điều đáng buồn trong cuộc đời này là bạn không được sống cùng với những người mình thích, không được làm những việc mình muốn, từ đó sẽ sinh ra khổ. Nhưng mọi việc trên đời này hay những người ta gặp đều do số phận sắp xếp sẵn. Tất cả đến với ta đều là một chữ duyên. Phật dạy rằng, vạn sự tùy duyên, bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên đó, bình thản đối mặt với mọi thứ. Ngoài trở cảnh chính là cái bóng soi nội tâm của chúng ta phản chiếu ra. Chúng ta nghĩ gì trong lòng không khó để có thể nhận ra từ bên ngoài. Khi ta lạnh lùng, ta sẽ nhìn mọi việc với thái độ bàng quan. Khi ta khép lòng, ta nhìn đâu cũng chỉ thấy sự ích kỷ. Có khi lòng ta khoan dung độ lượng, mới có thể nhìn thế giới ngoài kia tràn ngập sự ấm áp và hy vọng. Hiểu được chữ buông của đạo Phật sẽ giúp ta tránh phí hoại một đời vô nghĩa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn,
gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Mình Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.